đã là lại đấy, phải là MDT, đã là cấp quản lý, phải là cấp quản lý ngoại hạng. Hãy phấn đấu đạt kết quả kinh doanh tốt nhất để trở thành thành viên của câu lạc bộ Tinh Hoa AIA. Đến với câu lạc bộ Tinh Hoa, bạn sẽ có rất nhiều điều thú vị, bất ngờ, giúp cho bạn phát triển kết quả kinh doanh, hạnh phúc trong gia đình cũng như trong cuộc sống. Hãy đến với hội nghị của câu lạc bộ Tinh Hoa. Oh yeah!